xin chào các bạn mời các bạn cùng minh nhật nghe chuyện tuế thiếu niên chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án ta thành thân với đối thủ không đội trời chung quý lâm uyên đã nhiều năm hai ta châm lửa đốt nhà làm đổ tường viện hoàng đế nhân lúc hắn xuất chinh ở phía bắc muốn giết chết ta bằng một chén rượu độc hoàng đế cho rằng không còn ta nữa thì có thể để tam công chúa của hắn gả cho quý lâm uyên ta cũng tưởng rằng cái chết của mình chẳng quan trọng nhưng chúng ta đều sai rồi. Hết văn án. Ta mở mắt ra một lần nữa, nhìn thấy Quý Lâm Uyên đang luận võ với thủ hạ tướng lĩnh của mình. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên mặt, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm. Quân kỳ bay phấp phới trong gió ở biên giới phía bắc, hắn đang đứng trên một mảnh đất trống miễn cưỡng có thể gọi là sân luyện võ. Người trông gầy gò hơn, cũng đen sạm hơn, ở hàm dưới còn có một vết sẹo mới. Ta không cầm nổi lòng mà tiến lại gần hơn, ghé vào tai hắn thì thầm, Quý Lâm Uyên, ta chết rồi, chàng có biết không? Hắn không phản ứng. Ta hơi buồn bực, nhưng lại cảm thấy nực cười vì hành vi ấu trĩ của mình. Thôi được rồi, đừng nói là bây giờ hắn không biết, cho dù hắn có biết thì có lẽ cũng chỉ đáp một tiếng mà thôi. Ba ngày trước, ta vẫn còn là Vương Phi làm con tin bị giữ lại ở Kinh Thành. Quý Lâm Uyên đã đi được hai tháng rồi, năm ngày trước ta đột nhiên cảm thấy không được khỏe, cho mời y phủ tới khám, đúng là đã có thai được ba tháng rồi. Lúc ấy trong lòng cảm thấy bế tắc, muốn đến chùa lễ Phật, trên đường về một nhóm cấm quân ảo ảo xông ra ngoài từ khu rừng ngoại ô phía tây. Ta ngồi ở trong xe ngựa, biết rằng số mệnh đã đến. Dù sao cũng không thể sống tiếp, chắc phải có thêm vài người nữa đến đưa tang cho ta. Ta đoạt lấy một thanh kiếm, một mình thoát ra khỏi vòng vây, giật cương ngựa chạy như bay. Mau đuổi theo. Đã nói mấy nương tử này biết võ rồi, sao lại phái mấy kẻ này tới thế hả? hôm nay bệ hạ mở tiệc, những người thân cận đều đi ăn uống thưởng thức hết cả rồi. Đừng có nói nhảm, mau đuổi theo, không là chúng ta sẽ mất đầu hết đấy. Tuấn Mã Phi như bay vào trong kinh thành, nhưng bỗng có một cô bé từ bên cạnh lao tới. Mắt thấy móng ngựa sắp hạ xuống, ta dùng sức ghi ngựa lại, chân trước dơ lên cao rồi lùi lại một bước, suýt nữa thì đã ngã nhào xuống. Rồi ta lại cúi đầu xuống, một mũi tên, hai mũi tên, xuyên qua ngực ta ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta trước khi chế. Tê là, từ trước tới nay cẩu hoàng đế vẫn luôn giết người diệt khẩu, nhưng đứa trẻ này còn nhỏ như thế. Quỷ sai nói rằng trần duyên của ta vẫn chưa kết thúc, bảo ta quay trở về hoàn thành mối nghiệt duyên của mình. Vốn dĩ tưởng rằng muốn ta trục tội cho đứa con 3 tháng tuổi của mình, nhưng không ngờ vừa mở mắt ra đã đi thẳng đến chỗ của quý lâm uyên. Chỉ là cũng đúng thôi. Đôi ta quả thật có thể gọi là nghiệt duyên. Ta là đích nữ của tiêu gia, là tiểu tướng quân từ năm 7 tuổi đã ra chiến trường. Quý Lâm Uyên là cửu hoàng tử của Tiên đế, từ nhỏ đã là kỳ tài dẫn binh, hắn rất được Tiên đế yêu thích. Cha mẹ ta là thư hùng song sát trên chiến trường Tây Mạc, được lão hoàng đế đích thân chỉ dạy Quý Lâm Uyên cách dẫn binh, nên tính ra thì hai chúng ta cũng được coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hắn đã được mẫu phi yêu thương, có phụ hoàng thiên vị, tính cách dịu dàng lại pha chút sự tùy ý và ngỗ ngược được hình thành hai ta của thời niên thiếu cũng đã từng đối xử với nhau đầy chân thành nhưng tiên đế đã giết mẹ ta cha ta khóc suốt một ngày một đêm cầu xin trả lại hổ phù để giải ngũ về quê cũng chẳng thể chống trả được lời buộc tội vô căn cứ vào ngày mà mẫu thân ta bị ngũ mã phanh thây cha ta dẫn ta đến chứng kiến cảnh phạt hình đôi mắt chảy máu của mẹ nhìn ta chăm chú như là muốn khắc ta vào trong đôi mắt bà ấy ta gào khóc tới đau xé ruột gan người dân gần đó đưa tay kéo ta dậy khỏi mặt đất quanh đó vang lên tiếng khóc lớn nhỏ. Bọn họ nói, tướng quân chết oan uổng, ngươi phải báo thù cho bà ấy, ngươi không thể ngã xuống, càng không thể quỳ xuống. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, ta tách khỏi đám đông lao tới bảo vệ cái đế ớ, u lăn ba vòng của mẹ. Quan binh tới kéo ta, ta nhe răng cắn người, nước mắt máu tươi dính khắp người, cút, cút ngay. Thả mẹ ta ra, mẹ ta không có tội, là các ngươi ưm 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 cha ta xông tới cắn răng bịt miệng ta lại quan binh kia lén lút đẩy chúng ta cha ta ôm ta và đầu của mẹ ta hòa vào trong dòng người ta tận mắt chứng kiến mẹ ta đã chết oan như thế nào ta muốn báo thù cho mẹ ta ta và cha trở về tây mạc quý lâm uyên cũng từng tới tìm ta hắn đứng ở cửa doanh trại của ta suốt một đêm nhưng ta cũng không gặp hắn ngày hôm sau lúc ta đi ra thì nhìn thấy bóng lưng quý lâm uyên rời đi kể từ đó ta phát điên mỗi cái đầu trên chiến trường đều rất giống với tiên đế. Hàng ngày hàng đêm sau khi mẹ ta ra đi, cha dần già im hơi lặng tiếng giống như là bị ai đó hạ độc cầm. Ta rất hận tiên đế, nhưng ta chưa kịp báo thủ cho mẹ ta, thì tiên đế đã chết rồi. Là cha ta đã giết tiên đế. Không một ai biết sao mà ông ấy làm được. Tiên đế đi săn vào mùa thu, một mình cha cưỡi ngựa chạy suốt ngàn dặm đường suốt đêm để tập kích bất ngờ, một cây cung nặng trăm cân, sẽ toạc không chung lấy mạng của ông ta. Đây là đại tội liên lụy tới cửu tộc. Nhưng ta và cha không có cửu tộc. Tiêu gia ta đời đời ngựa sắt giáo vàng, đều là lương tướng, người thì chế. Tê, người thì bị thương, người thì chế. Tê, bị thương. Chỉ còn lại hai người là ta và cha ta. Nhưng đến sau cùng chỉ có mỗi cha ta chết. Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ta không biết quý lâm uyên đã thỏa thuận gì với hoàng đế mà cưới ta về phủ nhiếp chính vào đêm đại hôn hai chúng ta chĩa kiếm vào nhau chặt đứt nến cưới long phụ đốt cháy hỉ trướng lửa lớn cháy cuồn cuồn ngất trời ta kéo quý lâm uyên ra khỏi phòng cưới cổ của hắn bị bỏng để lại sẹo còn trên bắp chân ta bị chém qua rách một đoạn dài đây chính là chuyện tình duyên của ta tình duyên hoang đường mà lại nóng bỏng danh chướng của quý lâm uyên đều được trải bằng một tấm da hổ đây vốn dĩ là lễ vật cập kê mà hắn tặng cho ta lúc ấy tất cả mọi thứ đều đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, ta hận tất cả những kẻ có liên quan đến tiên đế. Vừa nghe nói ra hổ là lễ vật mà hắn tặng, ta kêu người ném nó ra ngoài ngay lập tức, nhưng không ngờ lại được hắn nhặt về. Thật ra ta vẫn chưa kịp nói cho chàng biết. Ta lơ lửng ở bên cạnh hắn, lại nhảy tự nói cho mình nghe, lúc ấy mẹ vừa ra đi, không ai nhớ tới tuổi cập kê của ta. Đây là lễ vật cập kê duy nhất mà ta nhận được. Đương nhiên là quý lâm uyên không nghe được hắn ngồi ở trước bàn gỗ mà không làm gì cả chống đầu dường như vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó vừa lúc đó có người đưa tin trong quân đến báo quý lâm uyên nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra ngoài đón hắn cầm bức thư mà như bắt được vàng quay về là thư nhà mà ta viết cho hắn hắn nhìn bức thư lẩm bẩm nói như ca dù ta đã chết rồi nhưng nghe thấy giọng nói này cả người ta vẫn nổi ra gà thư nhà của hai chúng ta chẳng qua chỉ là diễn kịch cho hoàng thượng xem những gì ta viết đều được sao chép từ trong thoại bản cho Trưởng phu đi tòng quân. Những gì hắn viết để trả lời ta cũng đều là những lời hỏi thăm nhảm nhí. Nhưng thực ra, thực ra hắn rất để ý tới bức thư này sao? Quý Lâm Uyên đọc thư đến mê mẩn, trái ngược hoàn toàn với Quý Lâm Uyên trước đây mỗi lần về nhà thấy ta là đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, trên giường cũng không hề thương tiếc, luôn phải cố sức mà đánh nhau. Ta đến gần hơn, ngồi ở cạnh hắn, giả vờ tựa đầu vào vai hắn. Giá như cho ta biết chàng có tình cảm với ta sớm hơn, chúng ta cũng sẽ không đến nỗi phải đi đến bước đường này. Sau khi Quý Lâm Uyên cẩn thận cất bức thư đi, hắn bèn cầm cây trường thương lên bắt đầu tập luyện. Đúng lúc này có người vén rèm lên, cây trường thương chĩa thẳng vào chán người nọ, cách chán nàng ta còn 5 cm nữa thì dừng lại. Người tới bị Quý Lâm Uyên dọa cho sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Ta đi tới nhìn thật kỹ, trong lòng không khỏi cười nhạo. Tam công chúa, kiểu này là đợi không nổi nữa rồi. Từ Kinh Thành đến Bắc Cảnh, đi xe ngựa cũng phải mất một tháng, hóa ra từ lúc đó nàng ta đã biết ta sẽ chết. Quý Lâm Uyên thu cây trường thương lại, lông mày cau lại đầy lạnh lùng hỏi, Tam Công Chúa, ai cho người vào đây? Không phải là ai bảo nàng ta tới, cũng không phải là vì sao nàng ta muốn tới đây, căn bản là hắn không quan tâm đến chuyện của Tam Công Chúa. Hắn chỉ quan tâm vì sao quân chấn bắc lại cho nàng ta vào. Tam công chúa sinh ra đã rất xinh đẹp, chỉ tiếc lại là một kẻ biến thái thích thúc ruột của mình. Nàng ta bĩu môi, vừa muốn kéo lấy tay của Quý Lâm Uyên, lại bị hất ra còn tức giận dậm chân, ta có cái danh của phụ hoàng. Ai mà dám không cho ta vào chứ, quân trấn bắc này của A Uyên chàng chẳng phải cũng là của phụ hoàng sao. Công chúa nên gọi ta là Hoàng Thúc. Quý Lâm Uyên lạnh lùng liếc hắn, xoay người rời đi. Ta theo sau hắn, quay đầu làm mặt quỷ với tam công chúa. Nàng ta không nhìn thấy, từ sau khi tam công chúa tới ngày nào nàng ta cũng đều làm phiền quý lâm uyên trước mặt hắn thì giả bộ dịu dàng đoan trang hoạt bát ngây thơ sau lưng thì đánh thị nữ đến cả người không có chỗ nào lành lặn hoàng thúc và ta là họ hàng ruột thịt chúng ta mới là người một nhà dựa vào đâu mà đến nhìn cũng không muốn nhìn ta tiện nhân tư như ca kia cứ vậy lại được hắn thích a uyên là của ta tiện nhân chết cũng chết rồi mau trả a uyên cho ta Nàng ta vừa nói, trên tay vừa cầm một người dơm ghi ngày sinh của ta đã bị dao đâm cho rách nát tả tơi. Nói tới cũng thật kỳ lạ. Năm nay tam công chúa này vừa mới đến tuổi cập kê, quý lâm uyên lớn hơn nàng ta 8 tuổi, lúc hai chúng ta thành thân, quý tuyết tài này mới, 7, 8 tuổi. Lẽ nào cô nương này lại là kiểu người được viết như trong thoại bản, bốc được đồ thôi nôi là bắt được nhiếp chính vương. Nàng ta hận ta đến thật khó hiểu, ban đầu quý lâm uyên không yêu nàng ta là vì ta còn sống, nhưng bây giờ hắn không yêu nàng ta là vì ta đã chết. Nàng ta lên cơn là bắt đầu đánh đập trong doanh trướng, rõ ràng hoàng đế biết con gái của mình có đức hạnh gì bèn đưa cho nàng ta 24 thị nữ. E là đánh chết hết rồi không còn ai để hầu hạ. Nàng ta hỏi thị nữ bên cạnh, ngươi có chắc là A Uyên ở Bắc Cảnh không có nha hoàn thông phòng không? Thị nữ quỳ dưới đất trả lời nàng ta, chắc chắn là không có ạ. quy Tuyết đứng dậy ngắm mình trước gương, vậy thì dễ xử rồi. A à, Uyên nam tính như thế, vừa nhìn là đã thấy rồi rào sinh lực, không nhịn được quá lâu đâu. Vừa dứt lời, nàng ta lại cầm một chiếc váy ít vải đến đáng thương ướm lên người mình, vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói, ở bắc cảnh này lạnh quá. Hy vọng ban đêm đừng để ta chịu lạnh một cách vô ích. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta rồi cười khẩy. Không phải cười nàng ta không biết tự lượng sức mình, mà là cười vì nàng ta đã đạt được như mong muốn. Mỗi lần Quý Lâm Uyên xuất trinh trở về, sẽ luôn có những đêm dày vò đến khiến ta trở mình, chân cũng run rẩy. Có một lần ta cãi nhau với hắn, ta vung tay tát vào mặt hắn đến đỏ bừng, hét to, "Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh thì đừng có ngủ với ta. Làm cũng đã làm xong rồi mà còn giả vờ cái gì?" Quý Lâm Uyên lạnh lùng nhìn ta, sau cùng chợt mỉm cười. "Tiêu Như Ca, nếu không phải trong quân không có nữ tử, ta lại không phải là đoạn tụ, thì đã không cần ngươi từ lâu rồi." con thật sự cho rằng bản thân mình quan trọng đến mức đáng để ta thủ thân như ngọc sao? Quý Tuyết không nói thêm gì nữa, khuôn mặt này đúng là rất đẹp. Người hoàng thất bọn họ hèn hạ như nhau, vừa hay xứng thành một đôi. Quý Tuyết nói là làm, ban đêm lẻn vào trong lều của Quý Lâm Uyên. Ta không đi theo. Quý Tuyết có ta đều có, Quý Lâm Uyên có ta đều đã từng nhìn qua. Hai người này vui vẻ với nhau cũng không có gì phải tò mò ta nằm trên lều ngắm nhìn ánh trăng bắc cảnh, chỉ cảm thấy thật giống ánh trăng tây mạc. Trăng lớn, trăng lớn, vàng óng ánh thật là đẹp. Hút, ta đang hào hứng giạt rào làm thơ thì nghe thấy tiếng quý lâm uyên quát lớn. Binh lính tuần tra bên ngoài vén màn lên, ta theo họ vào bên trong. Chỉ thấy quý tuyết bị hất ngã xuống đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Y phục mặc trên người vốn dĩ đã mỏng manh, giờ đây càng không che đậy được gì. Hai người binh lính tuần tra kia đi cũng không được ở lại cũng không xong, cũng may là Quý Lâm Uyên mở miệng nói, dẫn nàng ta xuống, binh lính tuần tra hôm nay đều bị phạt 10 gậy. Vụt, Quý Tuyết vẫn ngồi bệt dưới đất, đẩy thị vệ đang lôi nàng ta ra một chút, nàng ta quỳ xuống đất cọ cọ bò đến bên chân Quý Lâm Uyên. "A à Uyên, A à Uyên, chàng như vậy là muốn giết ta sao? Trước mắt bao người như vậy mà lại bảo ta quay về đi, còn phạt người nữa, bảo ta sau này phải làm sao đây?" Chàng thử một lần là sẽ biết thôi. A à Uyên, ta đã nhờ ma ma dạy cho ta rồi, chắc chắn là có thể hầu hạ chàng thật tốt. A à Uyên, A à Uyên chàng nhìn ta này, ta đẹp hơn đồ tiện nhân tiêu như ca kia rất nhiều. Cha của tiên nhân đó đã giết chết Hoàng Gia Gia. Nàng ta là tiện chủng của tội nhân. Nàng ta, à hả? Vốn dĩ Quý Lâm Uyên chỉ lạnh lùng lắng nghe, từ lúc nàng ta bắt đầu mắng chửi ta, hắn bỗng nhiên nổi giận một đôi bàn tay đầy vết chai sạn bóp chặt cổ Quý Tuyết, nàng ta vùng vẫy trong nước mắt, nước mũi chảy ràn rụa, cổ họng còn vang lên tiếng ọc ọc. Lâm Uyên, đừng giết nàng ta. Ta theo bản năng hét lên, nhưng quên mất là Quý Lâm Uyên không nghe thấy. Nhưng dù sao thì hắn vẫn còn lý trí, ném Quý Tuyết xuống đất, ngươi không xứng nhắc tới nàng ấy. Quý Tuyết được người đỡ đưa về lều trại của nàng ta, Quý Lâm Uyên cởi áo choàng ra, một mình đi ra ngoài doanh trại. Ta đứng cạnh đó liếc hắn, Sao thế, nửa đêm đau lòng à? Chẳng phải chàng đã nói phải chi có nữ nhân là chàng sẽ không ngủ với ta mà. Phụt, cười chết ta rồi, Quý Lâm Uyên, chàng thật sự là vì ta mà thủ thân như ngọc sao? Không vui chút nào đâu. Tại sao bây giờ ta mới biết chứ? Mấy hôm sau đó Quý Tuyết đều rất thật thà, giống như là đang tính toán giở trò mới nào đó. Cái trò đầu tiên của nàng ta đã đến, là bức thư gửi từ trong kinh thành lúc ấy ta mới để ý thư nhà của ta đều được gửi hỏa tốc tới bằng ngựa chỉ có điều bức thư này không phải là do ta viết mà thôi ta đứng ở sau lưng quý lâm uyên đọc thư chữ viết tay của bức thư này thực sự rất giống giống đến mức ta còn không nhìn ra được điểm khác nhau nội dung vẫn vậy toàn là những câu chữ nhàm chán chỉ là có thêm một câu cảm thấy nhớ quân bội phần quý lâm uyên nhíu mày nhìn cảm thấy nhớ quân nhớ ta nhớ ta làm gì đây đây là tịch mịch khó nhịn sao? Chẳng lẽ nói đây không phải là dành cho ta thì cũng là tên của ta à?" Vừa dứt lời hắn còn ngửi giấy viết thư, ngẩng đầu lên không chắc chắn lắm lại cúi xuống ngửi thêm hai lần nữa. Đổi huân hương rồi. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Thật ra ta không thích dùng huân hương, chỉ là thấy có một lần Quý Lâm Uyên bị sặc đến ho khan vì hương hoa, vì giận hắn nên ta mới dùng đến. Không ngờ hắn lại để ý. Quý Lâm Uyên không còn hưng phấn như lần trước nữa, hai tay cầm tờ giấy cọ sát. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy này không biết là đang nhìn gì, một lúc sau đột nhiên nổi giận, vò nát tờ giấy thành một quả bóng. Đây không phải là thư như ca viết. Ánh mắt của hắn tựa như bị tẩm độc, liếc mắt qua người đưa tin, quanh thân các tướng sĩ như nghe thấy tiếng gió thổi phần phật, người đưa tin bị đá vào đầu gối liền quỳ xuống. Bức thư này là ai đưa cho người? Người đưa tin dập đầu lia lịa, kêu là mình bị oan. Đây là thư của công chúa, dù thế nào thì tiểu nhân cũng không dám. Hắn còn chưa nói xong, đầu đã rơi xuống đất. Quý Lâm Uyên ngước mắt lên nhìn thấy Quý Tuyết đứng cách đó không xa, vẻ mặt nàng ta tràn ngập sự hoảng sợ, từ từ lùi lại hai bước. Hồi kinh, Quý Lâm Uyên nói. Ta, hỏi chấm. Nhất chính vương, Lâu Vân bất ngờ vào xâm lược. Ta nói, hồi kinh. Nhiếp chính vương, các tướng sĩ quanh đó đều quỳ xuống, chỉ còn lại hắn và Quý Tuyết đứng đối diện nhau. Quý Tuyết sợ hãi đến mức không đứng nổi nữa, vịn vào tay thị nữ dần hé ra một nụ cười xấu xa. Quý Lâm Uyên thu hồi tầm mắt, nhìn quanh những người quỳ xuống cạnh đó, vẻ mặt lộ ra vẻ mờ mịt khó có thể diễn tả được. Dường như hắn hoàn toàn không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào, một lúc sau vẫn nhận lấy mũ chiến, lên ngựa tiếp chiến. Ta theo Lâm Uyên ra chiến trường. Đây không phải là lần đầu tiên hai ta chiến đấu cùng nhau. Chẳng qua trước kia là ở Tây Mạc, bây giờ là ở Bắc Cảnh. Bóng đêm dày đặc, Lâu Vân đã trốn thoát mấy chục dặm, trong danh địa đang đốt lửa trại. Một đám người quây quần bên lửa trại vừa hát vừa nhảy, ăn thịt và uống rượu. Không biết mà Quý Tuyết học ở đâu ra cái kiểu đường ngang ngõ tắt, ăn mặc phong phanh mộc mạc, quỳ gối trước cửa danh chướng Quý Lâm Uyên để chờ hắn. Thấy hắn đã quay về, Quý Tuyết mảnh mai yếu ớt mở miệng bái kiến Hoàng Thúc, Tuyết Nhi đến nhận sai với Hoàng Thúc. Nàng ta nhận sai, nói được chút là nước mắt đã rơi lã trã, lắp bắp túm lấy vạt áo Quý Lâm Uyên. Lúc trước Tuyết Nhi không nên, không biết lễ nghĩa như vậy, nhưng mà Tuyết Nhi thật lòng thật dạ với Hoàng Thúc. Đều nói Giang Sơn xứng cùng mỹ nhân, Tuyết Nhi không dám kiêu ngạo, nhưng cũng xứng là kinh đô đệ nhất khuyên thành, Hoàng Thúc thắng trận trở về, có thể sẽ muốn. Tuyết Nhi ở bên cạnh hầu hạ. Nàng ta hạ thấp thái độ của mình xuống, khiến ta ngẩn người ra trong giây lát. Sắc mặt Quý Lâm Uyên cũng dịu bớt, ý cười cũng thoáng qua khuôn mặt. Ta âm thầm véo trộm sau lưng hắn, nhưng hắn không cảm nhận được. Quý Tuyết thấy sắc mặt của hắn khá tốt, thuận buồm mà leo lên, đứng lên muốn hầu hạ hắn cởi áo giáp vào trong doanh trướng. Sắc mặt của các tướng lĩnh bên cạnh trái lại đều trở nên khó coi, thậm chí còn có người quay lưng lại. Ta đang không biết xử trí thế nào nào ngờ Quý Lâm Uyên lại thẳng tay xé rách xiêm y của Quý Tuyết. Quý Tuyết thét lên trói tai, ôm lấy cái yếm đỏ sậm trên ngực, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhìn Quý Lâm Uyên, hoàng thúc thế này là có ý gì? trí nhớ của ta luôn không được tốt lắm. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi, cái gọi là điều sai trái, có phải ngươi ăn mặc như thế này, nửa đêm vào danh chướng của ta để làm loạn đúng không? Quý tuyết không ngờ hắn lại sỉ nhục nàng ta đến vậy, khuôn mặt đỏ bừng cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, nàng ta khóc nói, Tuyết Nhi không có làm vậy, sao Hoàng Thúc lại sỉ nhục Tuyết Nhi như thế? Bây giờ nhìn lại, ta mới để ý. Ý cười trên khuôn mặt của Quý Lâm Uyên đã sớm biến mất, lạnh lẽo như trời tháng riêng của Bắc Cảnh. Chẳng phải Tam Công Chúa thích cái kiểu giọng điệu này sao? Bổn Vương còn tưởng thế này là vừa ý Công Chúa. Dứt lời Quý Lâm Uyên một mình đi vào trong doanh trướng, để nàng ta một mình ở cửa. Ta thấy thật buồn cười, bay vòng quanh hắn hai vòng, Chàng đúng là mạnh miệng quá nhỉ, vậy thì xem ra bình thường cãi nhau với ta không phải nói là xả nước, mà nên nói là xả lũ mới đúng. Hắn lại cầm cây trường thương lần trước lên, lúc này ta mới nhận ra đây chính là cây trường thương mà ta đã dùng trước kia. Ta còn tưởng rằng lúc xét nhà đã bị tịch thu rồi, không ngờ lại ở chỗ hắn. Quý Lâm Uyên nhẹ nhàng vuốt ve cây trường thương, sau cùng còn hôn lên nó. Như ca, ta hơi sợ. Ta muốn nói rằng đừng sợ, đừng sợ, quý lâm uyên. Mẹ ta luôn nói chàng rất giỏi dẫn binh, chẳng qua chỉ là một lâu vân mà thôi, chẳng có gì mà đánh không lại cả, không đáng để chàng phải sợ chút nào. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, như thể hắn nghe thấy lời ta nói, tự nhủ với lòng mình rằng nàng còn ở nhà sao. Ta rất sợ ta vừa về nhà, nàng đã không còn chờ ta nữa. Vốn dĩ ta rất muốn hắn sớm ngày hồi kinh. Bởi vì ta không biết thi thể của mình đã bị chôn ở đâu rồi, nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy không được trọn vẹn. Nhưng đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài ta hy vọng hắn đừng về kinh. Lâm Uyên, chàng yêu ta nhiều như vậy. Vì sao không thổ lộ ra cho ta biết sớm hơn? Đúng như ta đã nói, Lâu Vân đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Quý Lâm Uyên chỉ mất hơn nửa tháng đã khiến cho Bắc Cảnh yên ổn trở lại. Nhưng hắn lại bị thương. Không biết có phải là vì muốn mau chóng hồi kinh hay không, Quý Lâm Uyên dũng mãnh liều mạng Phần eo bị thương sâu nhất, miệng vết thương sâu gần một tấc. Tối hôm đó có người băng bó xong, Quý Lâm Uyên lập tức lên ngựa rời đi. Hầu như các binh sĩ lĩnh thưởng đều phải đợi tới sáng sớm mai, ngay cả mấy canh giờ như thế hắn cũng không thể đợi được nữa. Thông thường đánh ngựa phi hỏa tốc thay người một lần cũng phải mất 10 ngày, nhưng Quý Lâm Uyên chỉ chạy có 6 ngày. Lúc hắn đứng trước cửa hậu viện phủ nhất Chính thì đã là đêm khuya. Lệnh cấm đi lại vào ban đêm của kinh thành, hắn buộc ngựa ở cổng thành rồi tự mình trèo tường vào ta đứng trước mặt hắn ngăn hắn lại quý lâm uyên chàng đừng đi vào tay đẩy cửa của quý lâm uyên run rẩy khiến ta rơi nước mắt chàng chàng đừng hắn bình tĩnh lại xuyên qua cơ thể ta và đẩy cửa ra đèn ở sân sau tối đen quý lâm uyên đứng đơ người tại chỗ không cam lòng đẩy cửa phòng ta ra không có ai cả hắn lật tung cả căn phòng lên không biết là ai phát hiện ra Quý Lâm Uyên quay về rồi, vừa thắp đèn vừa hét lên ầm ĩ, "Vương gia!" Quý Lâm Uyên cứ như không nghe thấy những lời hỏi thăm của những người xung quanh, cố chấp mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Mọi người quanh đó dần dần trở nên im lặng, chờ đến khi hắn bước vào phòng của ta lần thứ ba, Lê Lê đột nhiên quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Vương gia, vương gia người hãy làm chủ cho vương phi. Vương phi có thai nên tới chùa để cầu phúc, vậy mà lại một đi không trở lại nữa. Nô tỳ đi báo quan, tới cửa cung để cầu xin, đi tìm suốt dọc đường. Rõ ràng trên mặt đất có nhiều máu như thế, quan phủ lại nói bọn họ mặc kệ, bọn họ mặc kệ. Không biết là Quý Lâm Uyên mệt mỏi hay là vết thương quá đau đớn, hắn dựa vào cửa phòng ta rồi từ từ quỳ sụp xuống. Đầu hắn tựa vào ngưỡng cửa, cắn răng rơi lệ. Ta không đi. Ta ngồi xổm xuống ôm hắn, mỉm cười với hắn, lau nước mắt cho hắn. Nhưng sao chàng lại không để ý tới ta, sao chàng lại không để ý tới ta chứ Quý Lâm Uyên? Ta không đi, ta sẽ không đi đâu hết, Quý Lâm Uyên. Quý Lâm Uyên chàng nhìn ta đi, ta ở đây này chàng hãy nhìn ta đi. Sao chàng lại không nhìn thấy ta, sao chàng lại không nhìn thấy ta? Có người tới đỡ Quý Lâm Uyên dậy, nhưng hắn không chịu đi, hắn xông thẳng vào phòng ta, mắt điếc tai ngơ lục lọi khắp nơi. Quý Lâm Uyên, có phải chàng ngốc rồi không? sao ta lại có thể bị giấu ở trong hộp trang sức được nhưng hắn không nghe cố chấp tìm kiếm trong vô vọng thật ra sau khi mẹ mất ta hồi kinh để về thăm hắn chỉ là hắn không biết mà thôi lúc ấy ta hận người hoàng thất nhưng chỉ có mình hắn là ta hận không nổi ta lén lút đi xem quý lâm uyên mới lập phủ vương phủ của hắn sơ sát hoang vắng còn không bằng cả xa trường tây mạc chỉ có hắn một quản gia và một người bà ta hỏi thăm xung quanh thì mọi người nói rằng bên ngoại của Quý Lâm Uyên đã xảy ra chuyện, nhà đã bị tịch thu rồi. Tính cách Quý Lâm Uyên ngang bướng, Kim Loan điện cười lạnh một tiếng, đâm vào ống phổi của Tiên đế, dù sao cũng chỉ vì người quá nghi ngờ, tất cả mọi người đều có thể cấu kết với địch phản quốc, mẫu phi của ta, Bạch tướng quân cũng vậy. Bạch tướng quân là mẹ ta. Khi đó hắn là như vậy. Kết quả khiến cho Tiên đế tức gần chết đương nhiên là chuyện chẳng mấy tốt lành nhưng suy cho cùng hắn cũng là đứa con mà tiên đế yêu thương nhất, không vì tình cha con mà trở lại một mạng. Ta không biết được sao hắn có thể chịu được cảnh minh thương ám tiễn sau khi bị thất sủng, cũng không biết làm hắn có thể đông sơn tái khởi trở thành nhiếp chính vương quyền khuyên triều giã. Nhưng ta biết, đó nhất định là những năm tháng gió tanh mưa máu. Chuyện nhiếp chính vương suốt đêm trở về kinh thành không giấu được ai, ngày hôm sau hoàng đế đã triệu hắn vào cung ngay. Quý Lâm Uyên thức trắng đêm, hai mắt đỏ ngầu như sắp chảy máu bình thường chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho hoàng thượng sợ hãi. Nhưng có người có lẽ không học được cách thành thật, rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn còn muốn ra ra vẻ hoàng đế kiêu căng. Tam công chúa của trẫm đã tới bắc cảnh rồi, sao cửu hoàng đệ không đi cùng với nó mà lại một mình hồi kinh trước. Quý Lâm Uyên nói, bởi vì bản vương không phải là thứ hạ tiện coi thường nhân luân. Hoàng đế và một ngàn cung nhân đều ngẩn ra, không ai ngờ Quý Lâm Uyên lại nói ra những lời như vậy. Hoàng đế chỉ tay vào hắn, Ngươi 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 nửa ngày cũng không nghĩ ra được một câu để đáp lại hắn, cuối cùng bất lực trong giận dữ ném cái ly đi. To gan, những người cạnh đó đều quỳ phịch xuống, chỉ có Quý Lâm Uyên vẫn đứng. Hắn nhìn hoàng đế một lúc lâu, là hoàng huynh nói mà không giữ lời trước, đúng chứ? Nói xong hắn rời đi. Trong chốc lát ta quên mất phải di chuyển, nhưng cũng không bị lực hút kỳ quái kia kéo đến bên cạnh Quý Lâm Uyên. Thấy hắn rời đi, đại thái giám đang quỳ xuống vội vàng tới xoa dịu hắn. Cái tính không chịu nổi của hoàng thượng cũng được gỡ xuống, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì xua tay. Hắn sẽ không phản thật đâu. Không biết hoàng đế nói câu này cho ai nghe, ta chỉ cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta giống Quý Lâm Uyên ba phần. Quý Lâm Uyên suýt mất mạng mới ngồi lên được nhiếp chính vương, cho dù hắn có lấy hổ phù năm đó ra để cầu xin ta gả Tiêu Như Ca cho hắn có vài phần thật lòng, nhưng người ngồi ở địa vị cao lâu ngày, ai lại muốn quay lại những ngày liếm máu mũi đao chứ? Vì một nữ nhân hắn sẽ không dường như hắn đang tự an ủi mình cũng giống như là đang thuyết phục chính mình vậy đến lúc đó gả tuyết nhi cho hắn rồi trả lại hổ phù cho hắn là được dù sao cũng không có gì là có thể dùng thật ra ta cảm thấy hắn ta nói đúng đương nhiên là quý lâm uyên yêu ta nhưng chưa đến mức phải vì ta mà ngay cả danh hiệu nhiếp chính vương cũng không cần nữa nhưng ta lại nghĩ sai rồi Trung quy ta và hoàng đế đã xem thường mức độ điên cuồng của Quý Lâm Uyên. Quý Lâm Uyên thẳng tay giết chết Quý Tuyết. Ta nhìn Quý Lâm Uyên leo lên ngựa mà cảm thấy tim đập điên cuồng, nhìn bóng lưng của hắn không hiểu sao ta lại có cảm giác quen thuộc. Năm ấy cha ta đi ám sát tiên đế, có lẽ cũng trông như vậy. Sắc khí trên người hắn nồng đậm, hắn mang theo trường cung rời thành trong đêm. Trước khi trận tuyết đầu mùa ở kinh thành rơi xuống, Quý Lâm Uyên đã giết CHETT Quý Tuyết và những người thân cận của nàng ta. Quý Tuyết ngã xuống đất bò ra sau, sợ đến mức uế vật chảy đầy đất. Quý Lâm Uyên rút mũi tên ra, bắn xuyên tay nàng ta đóng đinh lại trên mặt đất. "Ta chỉ hỏi ngươi một lần duy nhất." Hắn nhìn Quý Tuyết từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn người chết. "Tiêu Như Ca đâu?" Nhưng không ngờ Quý Tuyết đột nhiên nổi điên, nàng ta bị Quý Lâm Uyên đạp cho một phát, miệng mũi chảy máu ào ào, cười sặc mấy lần. Ha 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 ha, Tiêu Như Ca, Tiêu Như Ca, cái đồ tiện nhân đó. Cha nàng ta đã giết chết phụ hoàng của ngươi, Quý Lâm Uyên, ngươi là đồ vô tâm. Ngươi lại có thể yêu con gái kẻ thù giết cha, ngươi cũng đáng chết. Nàng ta chợt ngừng la hét, cười quỷ dị nhìn Quý Lâm Uyên, nào, bắn đi, giết ta đi. Không phải ngươi muốn biết Tiêu Như Ca sao rồi sao? Nàng ta chết rồi. Cả ngươi bị bắn thành nhím, nàng ta chết rồi. Ha 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 là thế đấy nàng ta còn muốn bảo vệ tiểu tiện nhân đi ngang qua đó nữa nàng ta xứng sao nàng ta không xứng quý lâm uyên hoàng thúc chàng quên nàng ta đi chàng quên nàng ta được không nàng ta là tiện chủng đó nàng ta là con của tội nhân con người chàng rộng lượng như vậy con người chàng tốt như thế chàng là anh hùng của vạn dân sao chàng có thể yêu nàng ta chứ phụ hoàng nói vì nàng ta mà chàng cầu xin phụ hoàng đến hổ phù cũng không cần trước giờ chưa có ai đối xử với ta như vậy cả. Hoàng Thúc, trước giờ chưa có ai yêu ta đến vậy. Ta đấu tranh, tranh đoạt ở trong cung, ta là đứa con mà phụ hoàng thương yêu thương nhất, nhưng ta lại sống như thể đang đi trên một lớp băng mỏng vậy. Hoàng Thúc, ta nghe nói đại hôn của hai người nàng ta đã đâm chàng một kiếm, tại sao chàng vẫn yêu nàng ta? Tại sao? Quý Lâm Uyên nghe thế liền bẻ gãy mũi tên. Hắn vô cùng chậm rãi gật đầu. Trên mặt Quý Tuyết lộ ra vẻ kỳ vọng điên cuồng, thậm chí còn không để ý tới bàn tay đã bị đóng đinh xuống đất mà còn muốn lao tới, tiếng kêu thảm thiết bé nhọn cắt ngang trời. Chàng đồng ý rồi, chàng đồng ý rồi đúng không? Hoàng thúc, ta biết mà, ta biết là chàng sẽ yêu ta, ta biết mà. Nhưng Quý Lâm Uyên chỉ bước tới dẫm lên mặt nàng ta, đè thật mạnh xuống. Tiếng la hét và tiếng nức nở của Quý Tuyết đều bị chặn lại trong miệng, biến thành tiếng rên rỉ biến dạng. Ngươi nói đúng, Quý Lâm Uyên nói. Ta không nên bắn chết ngươi, ngươi không xứng được chết như Như Ca. Ta từng nghe về một kiểu hình thức tra tấn, đập vỡ gân cốt của người ra rồi bỏ vào trong hũ, lại khoét thêm một cái lỗ nhỏ trên da, rồi cũng bỏ bạch trùng nuôi vào trong hũ. Nó sẽ bò vào cơ thể ngươi dọc theo vết thương của ngươi, sau đó nhấm nháp từng miếng từng miếng một cho đến khi ăn sạch cơ thể ngươi. Cuối cùng chỉ còn lại một tấm da người. Nếu ngươi thông minh một chút thì hãy nói cho ta biết Như Ca ở đâu, ta cũng sẽ chỉ chém đầu ngươi. Còn nếu ngươi không thức thời, vậy ta sẽ xem xem con bạch trùng này ăn ngươi chỉ còn lại mỗi da, có còn khiến người khác ghê tởm như vậy nữa không? Quy tuyết không trụ được nữa, nàng ta bắt đầu thỏa hiệp. Nhưng Quý Lâm Uyên vẫn đập nát nàng ta ra cho vào hũ, rồi sai người đưa cho hoàng đế. Quý Lâm Uyên điên không hề nhẹ. Một mình hắn cưỡi ngựa đến phía tây ngoại thành. Hoàng đế đã giấu xác ta ở đây. Nói tới thì cũng thật trùng hợp, Cánh rừng này là nơi đầu tiên mà ta và Quý Lâm Uyên gặp nhau. Những tháng ngày lúc ấy, thật là đẹp. Cả hai chúng ta đều còn trẻ, hắn theo tiên đế đến quốc tự để cầu phúc, rồi lén lút chạy ra ngoài chơi. Hắn thấy ta đang lấy trứng chim ở đây. Ta vừa cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy Quý Lâm Uyên ở dưới đấy rồi, chàng thiếu niên có khuôn mặt trắng như ngọc, vô thức đưa tay ra sợ ta ngã xuống. Ta cảm thấy hắn thật là buồn cười, xoay người vững vàng nhảy xuống bên cạnh hắn, đưa chiến lợi phẩm trong tay qua ăn trứng chim không nhưng hắn lại lắc đầu cha mẹ chim non về sẽ rất buồn lúc đó quý lâm uyên rất lương thiện sao lại nghĩ ra kiểu tra tấn như nhét người vào hũ chứ quý lâm uyên đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên hiển nhiên là cũng nhớ đang nhớ tới ký ức ấy hắn lẩm bẩm một câu thì ra cái cây này cũng không cao lắm chỉ là khi ấy hắn còn bé xíu nên mới cảm thấy cô gái ở trên đỉnh đầu kia giống như đang ngồi trên đám mây Ta dạo theo hắn vài vòng, không hẹn mà cùng chú ý một mảnh đất hiển nhiên là đã được cải tạo. Quỳ Lâm Uyên chậm rãi quỳ xuống lấy tay đào từng chút một. Tháng này không nóng lắm, ở Bắc cảnh tuyết đã rơi, thi thể của ta vẫn chưa bị phân hủy hoàn toàn. Nhưng vẻ bề ngoài này thật sự càng nhìn càng khiến ta cảm thấy khó chịu. Người đã bắt đầu thối rữa, da thịt trên mặt không có chỗ nào nguyên vẹn, từng miếng từng miếng da hư thối treo trên người. Bụng dưới hơi nhô lên, nếu như xẻ ra nhìn, có lẽ bên trong sẽ có một đứa trẻ chưa thành hình ta cứ nhìn như vậy mãi cảm giác được mình ngửi thấy mùi hôi thối tay quý lâm uyên run rẩy kịch liệt ôm thi thể của ta ra ngoài chỉ là vỏ rỗng thôi không nhất thiết phải thế này ta an ủi hắn một cách khô khan trong kinh thành lại đột nhiên đổ mưa nước mưa gột rửa phần thịt thối và bùn đất khỏi cơ thi thể ta quý lâm uyên ôm chặt ta vào lòng hắn kìm nén sự nghẹn ngào tiếng khóc tiếng gào thét đầy tuyệt vọng trong cơn mưa xối xả hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác hắn hôn lên đôi môi rách nát của ta áp lên khuôn mặt thiếu một mảng da lớn của ta ta ngồi ở cạnh hắn dựa vào vai hắn mưa rơi xuống người quý lâm uyên nhưng lại xuyên qua cơ thể ta lần này quý lâm uyên về chiều cũng không có kết cục tốt đẹp gì binh mã bắc cảnh theo tới chưa đến một vạn quân đều đang chờ ở phía đông ngoại thành nhưng một vạn quân này là quân bắc cảnh uống máu ăn thịt chằm chống lại đội quân cảnh vệ kinh thành ăn ngon ở nhàn nói thế này đi ta đã bỏ bê võ công lâu như vậy rồi mang thai ba tháng trước khi chết còn có thể một mình thoát khỏi vòng vây của đội cảnh vệ kinh thành kinh thành sắp thay đổi rồi hoàng đế đã nhận được chiếc hũ đựng tam công chúa hắn sợ tới mức trượt chân té khỏi bậc thang đúng lúc đó đụng vỡ cái hũ quy tuyết mềm mại không xương từ bên trong chảy ra bị phụ hoàng yêu thương của nàng ta tát lệch sang một bên, tắt thở ngay tại chỗ. Ngay lúc hoàng đế đang định điều động binh mã bắt sống Quý Lâm Uyên, đúng lúc này thị vệ tổng quản của hắn mới vừa lăn vừa bò vọt tới quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn hét lớn, "Bệ hạ, phía đông ngoại thành có một vạn quân Bắc Cảnh." Ta nhìn cần chính điến hoàng sợ, nhưng lại không cười nổi nữa. Hắn rất giống tiên đế. "Bảo thủ, ngu xuẩn, đa nghi, lại vô năng." ta không muốn Quý Lâm Uyên có kết cục giống cha ta. Nếu hắn bức vua xoán ngôi đoạt vị, hắn sẽ trở thành một hoàng đế tốt. Mặc dù Quý Lâm Uyên đã phát điên, nhưng ta vẫn thấy được lòng chắc ẩn trong thân tâm hắn. Suốt chặng đường cưỡi ngựa đến đòi mạng hoàng đế, hắn còn ném một nắm tiền xu cho người ăn xin. Nhưng hắn thật sự điên rồi. Đơn thương độc mã tiến vào cửa cung, vô số cung tên nhắm vào hắn, nhưng không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Khi Quý Lâm Uyên tìm thấy hoàng đế, hắn ta đang trốn ở sau long ỉ. Sau khi bị tìm thấy hắn ta kích động gào khóc sủa loạn, dập đầu xin tha thứ, hắn ta lấy hết hổ phù ra đẩy về phía trước. Đệ tha cho ta đi, tha cho ta đi hoàng đệ. Đây là hổ phù của đệ, ta trả lại cho đệ, trả lại cho đệ hết đấy. Còn cả quân tiêu gia ở Tây Mạc ta đều cho đệ. Ta thoái vị, ta sẽ viết chiếu chỉ, để đệ làm hoàng đế. Xây miếu cho tiêu hoàng hậu, chấm, thảo dân, thảo dân ngày ngày đến thăm. Quý Lâm Uyên không nói gì. Hắn khom lưng xuống nhặt hổ phù tiêu ra lên, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên sắc mặt hoàng đế đột nhiên thay đổi, con dao găm lóe lên luồng ánh sáng lạnh lẽo đâm tới. Tim ta chợt co lại, Quý Lâm Uyên đưa tay chặn lại, con dao găm xuyên qua lòng bàn tay hắn một mảng đỏ tươi. Nhưng Quý Lâm Uyên giống như không cảm nhận được, quay đầu bao cổ hoàng đế. Cứ thế móc tim của hắn ra rồi ném qua một bên. Cho hề đã kết thúc, Quý Lâm Uyên đứng dậy định rời đi, thì đám người bên cạnh mới tụ lại thành một vòng tròn, tả tướng đi đầu quỳ xuống hô to, mời bệ hạ đăng cờ. Hóa ra suốt mấy năm nay, nhiếp chính vương như hắn cũng không hoàn toàn coi mình là tướng quân. Trong chốc lát ta chợt cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu, nhưng rồi ta lại ngạc nhiên khi thấy cơ thể của mình nhạt đi rất nhiều, dường như ta sắp tan biến rồi. Cũng đúng thôi, quỷ sai nói trần duyên của ta kết thúc thì đã đến lúc nên đi đầu thai, mọi chuyện trước mắt đều đã được giải quyết, cũng đã đến lúc phải ly biệt. Cút ngay." Giọng nói bất chợt của Quý Lâm Uyên khiến ta giật mình, ta quay đầu lại nhìn, mới nhận ra hắn đã vòng qua đám người, đi mà không ngoảnh đầu lại. Hắn quay về phủ Nhiếp Chính Vương, vẽ mày mặc y phục cho thi thể của ta. Vẽ lông mày thế này quá xấu, bên thô bên mỏng, màu son là màu mà ta thích dùng, nhưng chỉ tiếc khi không nói đó là xác chết. Mở ngăn kéo ra, một chiếc hầu bao được để ở trong đó đây là hầu bao mà ta thêu cho quý lâm uyên trước đây hai ta dạo phố hắn nhìn cái hầu bao được thê tử thêu trên người người ta suốt mấy lần lần này sinh nhật hắn trước lúc lên đường đã tới ta cũng thử thêu một chiếc chỉ tiếc thêu uyên ương giống đây là ngựa sao ít ra cũng không phải ngựa quý lâm uyên con mẹ nó chàng để nó lại cho ta chàng mới là ngựa cả nhà chàng là ngựa hết họ quý nhà chàng chẳng có nổi một người nào tốt đẹp cả Quý cái gì nguyên ta? Lâm Uyên. Quý Lâm Uyên. Cái này là cho ta. Hắn cầm chiếc hầu bao ấy nhìn thật lâu, trong lúc ấy đã quệt nước mắt đi mấy lần. Trước đó con dao găm mà hắn rút ra chảy rất nhiều máu nhưng hắn không quan tâm, quệt vào làm bẩn mặt hắn. Ta bất lực thở dài. Hắn cẩn thận cất hầu bao đi, cả người toát lên một loại cảm giác vui buồn, ôm thi thể của ta lên ngựa ra khỏi thành. Hướng đi của con đường này ta không thể quen thuộc hơn. Là đi đến Tây Mạc. Hầu hết các tướng lĩnh ở Tây Mạc đều biết Quý Lâm Uyên, họ không cố chấp như ta hồi nhỏ, cũng không trách móc, oán giận áp đặt cái chết của mẹ lên hắn, gặp nhau là vẫn cứ cười ha hả. Quý Lâm Uyên giữ hồ phù Tây Mạc trong tay, chôn hài cốt của ta cạnh đầu mẹ ta. Ngày đêm đánh nhau khốc liệt và dùng những lời lẽ gay gắt với nhau nhưng ở trong lòng đều đã yêu đối phương say đắm. Nỗi đau tận cùng mà trong thoại bản viết là hai người từng yêu nhau nhưng chưa từng yêu nhau. Nhưng chúng ta yêu nhau nhưng lại phí hoài thời gian dưới sự thù hận mà trong lòng ai cũng hiểu hắn im lặng nhìn đồ đạc chất đầy trong căn phòng còn ta đang đứng đối diện với hắn nếu như ta còn sống hơi thở đôi ta sẽ hòa quyện vào nhau tân đế đang cơ chỉ càng khiến quý lâm uyên thêm kiêng rẻ một cái vung tay đã không cho quý lâm uyên rời khỏi tây mạc nhưng hắn ta không cho quân lương triều đình ngày đêm phóng túng hao hụt tiền bạc rơi vào cảnh nợ nần quý lâm uyên dẫn các tướng sĩ khai khẩn đất đai canh tác Bữa ăn bữa không. Tây Mạc nằm ngay cạnh Thành Lan. Cuộc đột kích của Thành Lan diễn ra vào một đêm đóng băng cao ba thước. Quý Lâm Uyên mặc giáp bạc, tay cầm cây trường thương mà ta đã từng dùng. Trận chiến này, hắn sẽ chết. Đây là điều mà ai cũng biết, nhưng Quý Lâm Uyên lại cười lớn. Hắn cười điên cuồng, siết chặt dây cương, quay đầu nhìn lại các tướng sĩ phía sau, giơ tay hô lớn, "Vì Đại Khánh!" "Vì Đại Khánh!" một người hô trăm người hưởng ứng thế này khiến ta sục sôi nhiệt huyết ngút trời linh hồn cũng tràn ngập sự phấn khởi Quỷ lâm uyên tựa như bụng ngựa phi vọt ra ngoài ngàn vạn tướng sĩ đi theo sau xuyên qua cơ thể của ta mặt đất rung chuyển như sắp bị xé toạc ta đứng yên tại chỗ cơ thể càng lúc lại càng nhạt đi trong đầu nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn vì như ca khung cảnh trước mắt ta thay đổi lại đến chỗ ranh giới sinh tử quỷ sai nhìn ta cung kính nói chúc mừng mấy vị tướng quân đã kết thúc trần duyên mấy vị ta nghe thấy lời nói này thật kỳ lạ vô thức quay đầu lại nhìn cha và mẹ đang đứng ở đó cha mẹ ta chạy tới được hai người họ vững vàng đón lấy nước mắt vỡ òa của người mẹ vốn luôn kiên cường như những hạt chân trâu ở giữa lưng chừng rồi lăn xuống má bà ấy ôm chặt lấy ta thút thít nghẹn ngào nói con của mẹ ca nhi của mẹ khổ cho con quá con còn trẻ như thế ta nép mình vào trong lòng mẹ Cha đứng ở một bên mỉm cười nhìn ta. Rất nhiều năm trước khi chết, ta chưa từng nhìn thấy cha mỉm cười. Cha chỉ ra ở sau lưng ta, ta quay đầu lại nhìn, Quý Lâm Uyên đang đứng ở đó, chân trừ không tiến lên. Ta cười hắn, sao, hoàng đế cũng dám giết, gặp ta lại sợ à? Hắn dừng lại một chút, khẽ nói, xin lỗi nàng. Không. Ta bước tới che miệng hắn lại. Từ xưa làm gì có chuyện gì kiểu êm đẹp nhàn nhã an oán nhân duyên là luyện từ máu ra. Trên đồng ngắm cá không như trong ca dao, vó ngựa đạp lên hải cốt cũng thành tiên. Lần này đi trải nghiệm vài năm, mọi chuyện đều viên mãn. Hoàn toàn văn. Nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi Minh Nhật TV để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn.